Thưa quý vị và các bạn, bù đắp sự thiếu thông tin đối với bà con vùng sâu vùng xa, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã và đang chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động khu vực nông thôn, vùng khó khăn trong tỉnh. Xã Thảo Chư Phìn, huyện Simacai có hơn 500 hộ dân sinh sống. Ngay sau khi dịch COVID-19 cơ bản được khống chế, đã có hàng trăm lao động của xã đi lao động ngoài tỉnh. Điều này cho thấy nhu cầu việc làm của người dân địa phương là rất cao. Tập trung tại các công ty lớn ở Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Phòng, Hà Nội. Và cũng có một số trường hợp bà con nhân dân là cũng đã đi vào tận Bình Dương, rồi là Đà Lạt, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn và tại các công ty. Hiện tại có khoảng 8.000 lao động của Simacai đi làm ăn ở ngoài huyện thông qua nhiều kênh tuyển dụng. Trong đó có nhiều người đi theo sự giới thiệu của người thân, nguy cơ rủi ro về quyền lợi rất dễ xảy ra. Xuất phát từ những tình trạng như thế, nên là chúng tôi đã tham mưu cho huyện, nên là đã mời cái trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh vào để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Đây là một trong những cái kênh chính thống, cái quan trọng nhất là bảo vệ được cái quyền lợi của người dân. Từ thực trạng, nhu cầu việc làm của người dân tăng cao, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng việc làm cho người lao động ở địa bàn vùng cao. Có những cái đơn hàng có thể nói là nó cũng phù hợp với cái người lao động của đồng bào dân tộc của tỉnh mình, đó là lao động thời vụ. Đấy, lao động thời vụ họ có thể lao động 2-3 tháng, sau đó lại họ lại quay về để họ lo cái việc đồng áng rồi lo mùa vụ của họ. Tất cả những cái đơn hàng, những cái công ty mà chúng tôi đưa vào thì đều đã được sự thẩm định kỹ càng của các cơ quan chức năng. Với sự chủ động đưa hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm về vùng khó khăn, toàn tỉnh có khoảng 15.000 lao động được tạo việc làm mới trong năm 2022, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.